Video này mình muốn thông báo cho các bạn, khi mà các bạn gửi máy từ các tỉnh và như ở đây á, mình có hai cục máy ở ngoài Hà Nội gửi vào ha. Thì các bạn nhớ ghi thông tin cho mình nha. Như ở đây nè, một bạn ghi thông tin ha. Đây bạn này cũng ghi thông tin ha. Có gì để mình tiện mình khi mình sửa chữa xong á, mình liên hệ với bạn để mà nói về cái tình hình của máy của mình, đồng thời á nói về cái chế độ bảo hành vào nhận máy được chưa ha. Rồi ở đây là hai cái máy ở ngoài Hà Nội gửi vào. Hai cái máy này á, khách hàng nói là mua chính hãng ha, nhưng mà người ta sử dụng một thời gian lâu rồi, hơn 2 năm rồi. Thì đây nó đã bị hết bảo hành ha. Các bạn gửi bưu điện cho mình nha, tại vì ở đây tiền phí ship nó rẻ ha. Ở đây mình nhận được một cái con Luna Mini 2. Hai máy này đều là hai máy theo pin ha. Ok. Nào, này cũng có ghi thông tin ha. Có gì á mình để mình liên lạc lại với những bạn nào mà ghi thông tin đó, tại vì mấy khách tỉnh á gửi đi nhiều lắm. Mình sẽ gửi lại đúng cái hộp cho các bạn. Đồng thời có thông tin đó, mình liên lạc cho dễ ha. Chúc mừng các bạn, nếu mà gửi tỉnh nó gói kỹ hàng cho mình nha. Tùy lúc mà vận chuyển á, người ta nhiều khi người ta làm ảnh hưởng đến máy. Bạn này gửi nguyên cái túi nè, túi chống sốc nha. Đây cũng một con luôn, Luna Mini 3, một con Luna Mini 2 ha, và một con Luna Mini 3. Hai cái máy này thay pin hết nha, for real. Đều là hai máy của các bạn ở ngoài Hà Nội gửi vào Sài Gòn cho mình sửa. Rồi mình tiến hành mình sẽ mở máy ra, hai máy ha. Như đây á mình có một số linh kiện. Một số linh kiện như mainboard nè. Đây là mainboard của máy đắp mặt nạ ZFO. Rồi đây là sò nhiệt ha, sò nhiệt nóng lạnh, đồng thời motor rung nè, tất cả các motor rung ha. Mới là dòng Mini 3, Luna 3, Luna 2 gì đó, nó xài chung motor rung này ha. Rồi pin chính hãng ha. Đây mainboard nè, những cái mainboard như Luna Mini 3 rồi Luna 3 nó xài chung với nhau. Mình có thể độ chế cái nút nguồn này được ha. Rồi tất cả các ban bệnh như những cái ban mà không sạc được nè, sạc không vào ha, hoặc là bị chai pin, hoặc là xài chạy một lúc á rồi nó tự động ngắt á, thì có gì các bạn cứ gửi máy cho mình kiểm tra, mình sửa chữa cho ha. Còn ở đây á, cái hai cái máy này á mình nhận vô cái tình trạng là sạc không vào ha, và xài nhanh hết pin. Như cái con máy này nè, đây xài rất nhanh hết pin ha. Thì máy mình nó xài bình thường á, hãng nó chỉ có bảo hành cho mình là khoảng 24 tháng thôi, có nghĩa là 2 năm trời. Thì mình xài quá 24 tháng là rơi vào cái chế độ mà hết bảo hành ha. Thì ở đây mình chỉ sửa dịch vụ thôi. Còn nếu mình khuyên các bạn mà trong trường hợp mà những cái máy mà còn bảo hành á, thì các bạn nên liên hệ với shop để đổi máy mới nha. Tại vì cái chế độ bảo hành của Forel á là đã bảo hành 1:1. Không biết cần biết các bạn bị lỗi gì ha, đem qua shop á
cái chỗ mua hàng chính hãng của Việt Nam thì nó sẽ đổi mới cho các bạn ha. Nó sẽ gửi mail lên Forel, đồng thời nó sẽ liên hệ để mà đổi mới cho mình. Đây mình sẽ tiến hành mình kiểm tra cái máy này, một cái máy mà sạc không vào, một máy sạc nhanh hết pin. Trong các video trước mình đã up trên kênh YouTube á, mình đã hướng dẫn các bạn cái cách mở máy Forel, máy rửa mặt ha. Thì đây bên tay trái của mình á, đây là máy Forel Mini Luna 3. Yêu cầu khi mà các bạn mở máy á, cái này tí nữa mình sẽ tách cái phần, hai phần vỏ này ra nha. Còn ở đây á, cái phần silicone quan trọng nhất, tại vì một số bạn không biết mở sẽ làm rách cái miếng silicone này nha, dẫn đến một cái trường hợp á, là khi mà mình tiến hành mình thay thế chẳng hạn như thay pin hoặc sửa chữa bo mạch á, thì cái những cái phần như này em quyền này nè, nó sẽ làm rách ha, và nước nó dễ lọt vô, từ đó nó ảnh hưởng đến cái bo mạch của mình, nó làm hư bo mạch luôn nha. Tại vì những cái máy Forel này á, nó sẽ cho được có chức năng chống nước á, thì mình hạn chế làm rách cái phần viền silicone ha. Tuy nhiên á, đối với một số máy á, nó cũ quá nha, xài một thời gian á, cái phần silicone này nó lão hóa ha, các bạn nhìn những cái gai vậy á, nó có thể bị mất gai, hoặc là khi mà trong quá trình mà mình mở ra mấy cái vỏ này nó lão hóa về thời gian nè, rồi mấy cái phần mà dung dịch rửa mặt á, hoặc là mấy phần nước á, thì nó sẽ làm, có thể làm rách cái viền nè. Thì ở đây mình sẽ dán keo kỹ, như ở đây hai cái máy này á, mình mở ra nguyên xi hết nha. Đây viền không bị rách hay gì ha. Ok, đây là Luna Mini 3 Forel chính hãng. Còn đây á, là cái máy Luna Mini 2 ha. Thì là máy Luna Mini 2 ở đây á, nó có nút giữa là nút nguồn ha. Còn hai cái này á, là nút tăng giảm. Đây là cộng trừ nè ha, tăng giảm cái độ rung của motor bên trong á. Thì một cái máy bình của mình á, nó sẽ có một cái motor room ha. Còn đây là cái mặt điều khiển của nó, nó dùng con vi điều khiển ha, kết nối qua ứng dụng luôn, nó có hai chế độ. Thì cái bo mạch chính này á, ở đây mình sẽ có hai phần, một á, là có con phần và điều khiển xử lý ha, và cái phần thứ hai á, đó chính là con IC sạc thôi. Mạch nó khá đơn giản, đây từ jack sạc này đưa lên IC sạc thôi. Nó điều khiển cái con motor room DC này. Thì cái Luna Mini 2 này á, nút nguồn á, mà nút điều khiển á, nó sẽ có 3 nút ha, một nguồn, 2 nút cộng trừ ha. Còn đối với Luna Mini 3 này á, nó sẽ update lên, nó sẽ tích hợp để chỉ có một nút thôi. Mình nhấn một nút một lần á, đó là nó rung nhẹ, mà nhấp hai lần á, nó sẽ rung mạnh hơn. Còn nhấn nút giữ mà nó nhấn nút nguồn á, nó sẽ tắt máy ha. Thì trong các video trước á, mình đã hướng dẫn các bạn cách sửa chữa và kiểm tra rồi. Ở đây mình nói rồi, ở đây á, mình sẽ không nói lại ha. Thì cái vấn đề còn lại á, mình sẽ tắt pin ra khỏi máy. Ở đây á, các bạn muốn kiểm tra ấy á, thì các bạn cần phải có những cái xe pin chính hãng như thế này, để mình thay thế vô cái máy Forel để đảm bảo được cái thời gian sử dụng theo đúng yêu cầu của mình, như lúc mà mình mới mua máy về ha. Đây là cái jack sạc, đuôi sạc của nó. Con Luna Mini 2 này á, nó không, mình cảm thấy là không có đèn báo ha. Cái gì tí mình mở ra mình kiểm tra xem. Nè, đèn led bên trong nó không sáng. Con này có thể xét về cái vấn đề mà mất nguồn luôn nha.
cái vỏ còn khá đẹp ha, mới keng. Nè, mình tháo ra những cái viền này là không bị rách ha. Cái máy còn khá mới. Để mình kiểm tra coi cái máy nó tình trạng nó như thế nào. Đó, mấy cái gai silicone nó không bị mất luôn nha, còn khá đẹp. Đây là hai cái máy của hai bạn ở ngoài Hà Nội á, gửi vào cho mình sửa. Viền không bị rách. Ok. Đây là máy Luna Mini 3. Nút nguồn và nút tăng giảm âm lượng luôn. Tăng giảm cái tốc độ của motor ha. Rung motor. Rồi, cái máy này chắc chắn còn nguồn luôn nha. Nè, cắm sạc vô ok nè. Cái này chỉ có bị thay pin đây. Pin nó chai á. Mình xài được ít ha. Ok. Là mình chỉ cần những có những cái xe pin chính hãng như thế này nè, để mình thay vô nha. Video này đến đây kết thúc nha các bạn. Các bạn có ý kiến thắc mắc, các bạn cứ để lại comment dưới video, mình sẽ support hỗ trợ cho các bạn nha. Còn các bạn nào á mà muốn sửa máy á thì các bạn cứ gửi máy lên cho mình để mình kiểm tra, mình sửa chữa cho hỗ trợ cho các bạn. Còn vấn đề bảo hành á thì các bạn cứ yên tâm ha. Mình nói chung mình sẽ support hỗ trợ cho tất cả các bạn luôn. Trong quá trình sửa chữa mà các bạn không quý thì các bạn cứ nhắn tin cho qua Zalo cho mình nha.